Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.561 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay gần 38.000 ca. Tay chân miệng là bệnh có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, nhưng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và có nguy cơ gây ra nhiều biến chứng, thậm chí gây tử vong cao ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh tay chân miệng là bệnh lý nhiễm trùng cấp tính, nó do các virus đường ruột gây ra. Biểu hiện của bệnh tay chân miệng là có thể là khởi đầu là sốt, những cái bóng nước nổi trên nền hồng ban thì xuất hiện ở những vị trí đặc biệt, ví dụ như là lòng bàn tay, lòng bàn chân, bàn tay, bàn chân, một số trường hợp là ở đầu gối, ở mông và cả ở niêm mạc miệng nữa. Theo bác sĩ Trần Văn Minh, trước tình hình dịch tay chân miệng có chiều hướng gia tăng và có nhiều biến chứng, phụ huynh nên theo sát trẻ để xử trí kịp thời, tránh những diễn biến nặng cho trẻ. Hầu hết những trẻ nhiễm tay chân miệng, nhất là tay miệng do nhóm Coxsackie thì nó sẽ thường là tự khỏi. Nhưng mà đối với những trẻ mà tay chân miệng do nhóm OV71 thì nó có thể có một số cái bệnh cảnh lâm sàng nó sẽ nặng và sẽ có biến chứng. Nhất là đối với những trẻ mà tay chân miệng độ 2A, 2B nhóm 1, 2B nhóm 2 cần phải được nhập viện. Ví dụ như một trẻ được chẩn đoán là tay chân miệng, nếu như có những triệu chứng sau đây là nó sẽ có biến chứng. Thứ nhất là nó giật mình lúc nó ngủ. Giật mình trong lúc ngủ được gọi là nhiều, độ 2A, 2B trở lên là từ trong vòng 30 phút trong giấc ngủ nó sẽ có từ 2 cơn trở lên. Hoặc là những trẻ nó rung chi, bình thường có thể là thấy mấy bạn nó là hoạt bát, nhưng mà khi bây giờ cầm đồ chơi tự nhiên mà có cái động tác nó rung, hoặc là nó đi đứng loạn trạng chới với, đó là những dấu hiệu mà nặng là gợi ý là có biến chứng rồi, và độ là độ 2A trở lên. Hoặc là một số triệu chứng khác nó sẽ thường gặp hơn, ví dụ như là sốt, mà sốt cao liên tục, sốt 2 ngày sốt không hạ và sốt trên 39 độ. Hoặc là một số trẻ thì có thể là nôn ói rất là nhiều lần, mệt hoặc là xanh xao và người đổ mồ hôi, thì đó có thể là những triệu chứng và những gợi ý là có biến chứng rồi. Và biến chứng của tay chân miệng thì cũng khá là nhiều, biến chứng thần kinh, biến chứng tim mạch, mình cần phải phát hiện sớm để mà làm có những cái xử trí kịp thời. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng được phát hiện và điều trị sớm từ khi bệnh ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh không được điều trị đúng cách, tay chân miệng chuyển biến nặng và gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng. Một số biến chứng do bệnh tay chân miệng gây ra gồm viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi, thậm chí gây tử vong. Thông thường khi xảy ra biến chứng rồi, giả sử như biến chứng thần kinh hoặc là biến chứng tim mạch, có những ca ví dụ như nặng thì nó sẽ có di chứng về sau này, thường rất là nặng nề. Một số trẻ có thể là bị viêm não, viêm màng não, này di chứng não, và một số trẻ thì tổn thương thần kinh, tim mạch, có thể một số em là nó liệt vận động. Các phương pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng chủ yếu tập trung ngăn chặn sự lây lan qua đường tiêu hóa và sự tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Nhưng bệnh tay chân miệng thì là một bệnh chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu, và cũng tại Việt Nam cũng chưa có vaccine nữa. Thì khi mà tùy mức độ sẽ có cái xử lý khác nhau. Nhưng mà nhìn chung lại thì trước tiên là phải tăng cái sức đề kháng, là cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, vệ sinh sạch. Vệ sinh đây một phần là để tránh bội nhiễm những cái bóng nước mà đã vỡ, và một phần cũng là hạn chế lây cho những trẻ khác.